chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về công dụng của rau kinh giới các bạn nhé. Đây là rau kinh giới ạ, mình sẽ ngắt về và mình cái loại rau này ấy, thì các bạn nhìn thấy nhé, lá của nó màu xanh và nó sẽ có cái đấy như kiểu vân vân hoa hoa đấy. Mọc thì mọc đối nhau nhé. Và cái rau này chúng ta thường thấy trong bữa ăn gia đình của nhà mình, và mình thường ăn là một loại rau gia vị rất là ngon, dễ ăn mà lại còn tốt cho sức khỏe nhé. Bây giờ mình sẽ ngắt cái rau kinh giới này và mình sẽ nói về công dụng của rau kinh giới đối với sức khỏe của con người chúng ta nhé. Rau này ấy, thì các bạn sẽ ngắt theo lứa thì nó sẽ non, và nếu mà các bạn để lâu ấy nó già thì mình dùng rau làm gia vị, rau làm là rau sống, cho nên là mình phải ngắt đúng lứa đúng tầm thì nó ăn vừa ngon vừa thơm nhé. Khi mình ăn phở ấy thì mình thường ăn kèm cái rau này, hoặc là các bạn ăn với các món thịt nướng, thịt quay ấy. Đây ạ, sau khi mình ngắt về nhé các bạn nhé, cái rau kinh giới này thì các bạn ăn nó có tác dụng gì nhé đối với cơ thể của chúng ta thì mình sẽ chia sẻ luôn đây các bạn ạ. Rau kinh giới là một loại thảo mộc các bạn nhé, rất là tốt ạ. Có mùi thơm, hơi lồng, có vị hơi cay cay các bạn ạ. Có tinh ấm nhá, được dùng để làm các nguyên liệu chế biến cho các nhiều món ăn, và đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng với một lượng nhỏ lá rau kinh giới này, nhưng nó mang lại cho chúng ta một số những chất rất là quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Nó ngăn ngừa được những cái bệnh tật và lợi ích của nó khi mang lại cho cơ thể của chúng ta nhé. Thứ nhất là rau kinh giới nó giàu chất chống oxy hóa các bạn ạ, giúp cho cơ thể của chúng ta ấy, ngăn ngừa được những cái bệnh ạ. Và những cái hợp chất ấy, nó làm cho cơ thể của chúng ta bị tổn thương á, gây ra bởi các gốc tự do nhé, cho nên là trong bất kỳ khu vực nào trong cơ thể của chúng ta ấy, đến các cái bệnh như mãn tính như tim hay là bệnh ung thư ạ, rau kinh giới tăng cường sức đề kháng ạ, là cho sức khỏe và lại còn làm cho vóc dáng của chúng ta giữ được vóc dáng nhé, và lại còn giúp cho chúng ta có làn da tươi trẻ ạ. Thứ hai là rau kinh giới có tính kháng khuẩn cao các bạn nhé. Rau kinh giới có tác dụng chống lại tận 23 loại vi khuẩn đấy các bạn ạ, sẽ làm cho cơ thể của chúng ta tốt hơn. Và giúp mà tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và chống lại một số vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Nên là chúng ta có thể dùng rau kinh giới này mình ăn sống, như là khi chúng ta ăn các món ăn ấy, thường là chúng ta hay ăn kèm với rau kinh giới này, rất là ngon và tiện ạ. Thứ ba là rau kinh giới có tác dụng chống ung thư nhé. Nó có nhiều chất nhé, chống chất oxy hóa, ngăn chặn các gốc tự do ấy các bạn ạ, mà còn ngăn ngừa ung thư, hạn chế sự phát triển của ung thư và các tế bào ung thư ruột kết nhé, rất là tốt khi chúng ta dùng. Chỗ này đang bị hỏng, cái rau hỏng thì các bạn bỏ đi cho mình nhé, mình nhặt đi sau đó mình sẽ rửa để mình làm rau ăn sống ạ. Thứ tư là giảm nguy cơ nhiễm virus. Lá rau kinh giới này và các thành phần liên quan đến sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ được khỏi một số loại virus gây hại cho cơ thể của chúng ta. Thứ năm là hỗ trợ giảm viêm. Trong tình trạng viêm mãn tính có tác dụng đến quá trình tiến triển của bệnh, như bệnh này là tim hay là bệnh đái tháo đường hay là bệnh hay là một những số các cái bệnh khác ấy các bạn ạ.
À, và lưu ý các bạn nhé, chúng ta cũng không dùng rau kinh giới này quá nhiều trong một lúc nhé. Hoặc là chúng ta có thể là thỉnh thoảng mình có thay đổi loại rau khác, chứ không phải ngày nào mình cũng ăn cái loại rau sống này. Không dùng với người bị nhọt mủ nhé, thì chúng ta cũng không dùng ạ. Với những người cao tuổi bị nhiệt đấy ạ, nhiệt miệng, hay là những cái người có sức đề kháng yếu không tốt thì chúng ta cũng không nên dùng nhé. Ấy, và các bạn khi dùng cái rau kinh giới này, các bạn tránh ăn cùng với như là cua biển hay là thịt thịt nừa nhé, hay là các bạn không dùng chung với cá lóc ạ. Đấy là cái lưu ý của chúng ta nên dùng, tránh ra khi chúng ta dùng cái rau kinh giới này. Và nó còn có 10 tác dụng chữa bệnh khác mà cái rau kinh giới này mang lại, đó là chữa sốt nóng các bạn ạ. Thứ nhất là sốt nóng, thứ hai là chữa đau đau đầu, ê ẩm, đau mình ạ. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh nhá. Cái thứ tư là chữa mụn nhọt. Cái thứ năm là các bạn chữa ho. Thứ sáu là chữa cảm hàn ạ. Thứ bảy là chữa dị ứng, rất là tốt luôn. Và thứ tám là trừ ứ cầm máu. Khi chúng ta bị ấy thì chúng ta có thể dùng để cầm máu rất là hiệu quả. Thứ chín là cháo rau kinh giới này, thế sẽ giúp khi các bạn nấu cháo ấy, thì mình dùng một cái rau kinh giới này trộn lẫn khi mà cháo đã chín mình múc ra để mình ăn ấy, thì sẽ giúp cho người cao tuổi ấy, khi bị tê bì chân tay ấy, thì ăn rất là tốt luôn nhé. Đấy, hoặc là thứ 10 là làm giúp cho làn da của chúng ta tươi trẻ, sáng bóng và căng mịn ạ. Như vậy là mình đã nói về công dụng và tác dụng chữa bệnh của rau kinh giới và những cái gì mà chúng ta không nên ăn cùng rau kinh giới nhé, thì các bạn có thể tránh đi. Như vậy là mình đã chia sẻ các bạn lợi ích của rau kinh giới mang lại đối với sức khỏe của chúng ta nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và xem những video hữu ích đối với các bạn và gia đình chúng ta nhé. Đây ạ, cái rau này thì mình nhặt xong rồi, bây giờ mình sẽ đem đi rửa là mình có thể ăn được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Chúc các bạn là có những kinh nghiệm mới trong cuộc sống của chúng ta thêm phong phú với những ý nghĩa và tác dụng của các loại rau mà chúng ta thường dùng trong bữa cơm hàng ngày ạ.